DRX ăn rồng ngàn tuổi thành công, King Game Dev trụ thành công. Họ đang tiến vào nhà chính T1. Một trụ hai trụ, DRX đang phá nhà chính T1. DRX chính thức lên ngôi vô địch. Có lẽ bản thân chúng ta, những người theo dõi trận chung kết này, cũng không bao giờ có thể tin được DRX đã đánh bại T1 để trở thành tân vương của chung kết thế giới. Từ kẻ được xem là yếu nhất trong bốn hạt giống của LCK, DRX đã có hành trình nhiệm màu giành chức vô địch một cách xứng đáng. Nó đã thành sự thật rồi đấy.